Mỹ sẵn sàng thảo luận với Ukraine về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo hãng thông tấn Tass ngày 23 tháng 5, phản hồi bình luận Mỹ nên gửi tín hiệu rõ ràng hơn tới Ukraine rằng nước này có thể thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ. Ông Blinken nói trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng, "Chúng tôi đã nỗ lực để đảm bảo Ukraine có những gì họ cần vào thời điểm họ cần, đảm bảo họ có thể sử dụng hiệu quả, có thể bảo trì hiệu quả vũ khí." chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe các đối tác Ukraine. Ngoại trưởng Berlinken nói thêm, chúng tôi quyết tâm đảm bảo rằng Ukraine không chỉ có những thứ cần thiết để tự vệ mà rõ ràng chúng tôi còn phải liên tục xem xét những nhu cầu đó là gì vào bất kỳ thời điểm nào. Trước đó, ngày 21 tháng 5, tờ Politico trích dẫn lá thư của các nghị sĩ lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ. Bức thư kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Nga trong một số trường hợp nhất định. Bình luận về thông tin này, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói rằng những nhân vật tại Quốc hội Mỹ có vẻ quyết tâm kích động thêm căng thẳng xung quanh Ukraine. Trước đó, ông politico đưa tin rằng các quan chức ukraine đang nỗ lực đề nghị chính quyền của tổng thống mỹ joe biden dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí do mỹ sản xuất để tấn công bên trong nga cụ thể các quan chức ukraine nói rằng chính sách này khiến họ không thể tấn công các vị trí của nga khi quân nga chuẩn bị cho cuộc hành quân lớn tới kharkov trong nhiều tuần qua các quan chức ukraine đã theo dõi khi binh sĩ nga tập trung gần biên giới ukraine mà không thể sử dụng vũ khí do mỹ cung cấp để tấn công phủ đầu theo điều kiện gửi vũ khí tầm xa tới Ukraine, Mỹ cấm Ukraine dùng vũ khí này để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Ông David Arakhamia, Chủ tịch đảng Sluha Narudu cầm quyền tại Quốc hội Ukraine, cho biết trong chuyến thăm Mỹ ngày 14 tháng 5, vấn đề chính hiện nay chính là chính sách của Nhà Trắng đã hạn chế khả năng của chúng tôi tấn công các mục tiêu quân sự bên trong Nga. Nga biết rõ về chính sách này và đã có thể tập trung ít nhất 30.000 quân và thiết bị ở biên giới mà không sợ bị Ukraine tấn công bằng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân do Mỹ cung cấp. Ông Oleksandra Usinova, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt Quốc hội Ukraine về vũ khí và đạn dược, cho biết trong một cuộc phỏng vấn, chúng tôi thấy quân đội của họ ở phía Nga cách biên giới một hoặc 2 km mà chúng tôi không thể làm gì được. Khi đó, Hai quan chức Mỹ khi được yêu cầu bình luận đều khẳng định chính sách của chính quyền tổng thống Biden không thay đổi. Một quan chức giấu tên cho biết, hỗ trợ này nhằm mục đích phòng thủ chứ không phải cho các hoạt động tấn công trên lãnh thổ Nga. Mỹ đã cấm Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công bên trong Nga từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự năm 2022. Lệnh cấm này đã khiến các quan chức Ukraine thất vọng. Trong khi đó, trong tháng này Chính phủ anh đã dỡ bỏ lệnh cấm tương tự. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.